Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay lại với bài học tiếp theo của tôi. Thì tôi là Phan Anh, giảng viên, doanh nhân trong lĩnh vực Digital Marketing và Marketing Thời Trang. Với 11 năm kinh nghiệm đi làm và gần 8 năm làm thời trang, gần 8 năm làm thời trang thì tôi chia sẻ với các anh chị những cái series này, rất mong nhận được cái sự trao đổi và đón nhận của các anh chị. Và bài hôm nay thì tôi muốn nói về cái chiến lược giá trong bán lẻ thời trang. Chiến lược giá trong bán lẻ thời trang là như thế nào? Để bắt đầu về cái chiến lược này thì tôi sẽ lấy một câu chuyện có thật. Tất cả câu chuyện tôi kể đều có thật và đều là trải nghiệm thực tế của tôi trong cái quá trình làm kinh doanh. Tôi có một cái chị học viên, tôi cũng không tiện nêu tên. Nếu mà các bạn cần thì tôi sẽ cấp số điện thoại và cấp tên cho các bạn. Và chị là một nhà sản xuất gia công. Chị có xưởng khá là lớn và chất lượng, chuyên gia công cho những cái hãng thời trang lớn. Những cái hãng như là Trick Land, Eva, Deva hay là Ivy vân vân. Đấy, thời trang công sở nữ. Thế thì chị là một nhà sản xuất gia công. Và chị nói là họ bán một cái đầm, những cái hãng lớn đó, họ bán một cái đầm rồi họ bán một cái váy dạ 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu rất là tốt, rất là lãi nhiều, đúng không ạ? Và chị sản xuất ra chỉ hết có một cái số tiền là 700-800 nghìn trên một cái sản phẩm thôi. Thế thì rõ ràng là các bạn thấy là nhân 3, nhân 4, nhân 5 lần. Và chị cúp ao ước, chị tung ra được một cái nhãn bán lẻ của riêng chị. Bởi vì chị là một cái nhà gia công thì chị đã có một cái tiền lại ở gia công rồi. Chị muốn tung ra một cái nhãn bán lẻ. Và thực tế là chị đã tung ra chỉ sau đó khoảng 6 tháng là chết. Vấn đề là chị làm sản xuất rất tốt, chị làm gia công rất tốt, nhưng chị không thể bán lẻ được. Vì sao lại như thế? Chị luôn luôn thắc mắc rằng là tại sao người ta nhập giá 1, người ta bán giá 4, bán giá 5 người ta bán được, mà tại sao chị không bán được? Chị chỉ bán giá 2 thôi, thậm chí 1,5 thôi, vẫn cái áo đấy nhưng không bán được. À, thời trang là cái thương hiệu nó rất là quan trọng, bởi vì nó thể hiện cái đẳng cấp của người mặc, đúng không ạ? Bạn nhìn thấy trên ngực này nó có cái logo gì thì đó chính là cái đẳng cấp của cái thương hiệu, đúng không ạ? Vâng, có thể những cái thương hiệu mà các bạn nhìn thấy, những cái thiết kế, những cái mẫu, những cái thương hiệu mà với cái giá có thể lên tới hàng nghìn, hàng chục nghìn đô la cho một cái mẫu thiết kế. Vâng, thế thì tôi bắt đầu với một cái câu chuyện là tại sao giá rẻ lại không bán được mà giá đắt lại bán được? Vẫn là cái sản phẩm đấy, vẫn là do chị làm ra. Mà chị gia công cho người ta bán được, còn mình thì không bán được. Chuyện đấy rất là bình thường. Giống như ở Việt Nam gia công cho hầu hết các cái thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới, nhưng không có một thương hiệu thời trang nào của Việt Nam ra được thế giới cả. Ok, chúng ta hiểu vấn đề với nhau chưa? Thương hiệu, chi phí thương hiệu, chi phí làm marketing nó rất là lớn, không phải là các nhà sản xuất cứ đem mẫu ra là bán được đâu. Đúng không ạ? Tôi tự tin mặc cái áo này lên người bởi vì nó là một cái thương hiệu, chứ không phải đơn thuần là tôi chỉ mặc một cái áo lên người. Đó. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là gì? Giá cả, chiến lược giá là rất quan trọng trong cái ngành bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ thời trang. Đấy. Và trong cái bối cảnh mà cạnh tranh khốc liệt như thế thì cái chiến lược giá càng phải tập trung và chú trọng. Đấy. Thứ hai là giá là để phân loại khách hàng nhé. Giá là để phân loại khách hàng. Tức là sao? Người giàu sẽ không mua đồ rẻ, và người nghèo không có tiền mua đồ đắt. Đấy là về theo cái nghĩa tương đối, đúng không? Theo nghĩa tương đối. Các bạn thấy đấy, người ta không mua áo sơ mi 300 nghìn mà người ta phải mua áo sơ mi 3 triệu, 5 triệu. Bởi vì sao? Họ là doanh nhân thành đạt, họ là chính trị gia. Không đơn giản là họ sẽ mua một cái áo sơ mi không có thương hiệu hoặc một cái thương hiệu rất là thấp kém mặc lên người. Không đơn giản như vậy. Đó. Thế thì cái ý mà tôi nói là giá cả là để phân loại khách hàng. Đấy. Tuy nhiên, sự trung thành của khách hàng đối với sản phẩm thương hiệu đó lại không nằm ở giá cả. Đấy. Mà nó chính nằm ở cái sự thỏa mãn của cái sản phẩm và dịch vụ đó đem lại cho khách hàng. Thí dụ như là đó là chất liệu, chất lượng của sản phẩm, đó là kiểu dáng thiết kế, đó là các dịch vụ sửa chữa, đúng không ạ? Đó là đẳng cấp của người mặc khi người ta mặc lên. Đó là những yếu tố về mặt công nghệ liên quan đến chất liệu, danh tiếng của nhà thiết kế, đúng không ạ? Rồi thì nó mới đến là cái mức giá.
Thì quan điểm của tôi là giá cả chỉ là một yếu tố để gia tăng sự trung thành, nó không phải yếu tố quyết định. Thế thì đúng không ạ? Muốn bán được nhiều thì bạn nên bán giá rẻ. Muốn lãi cao thì bạn nên bán giá cao. Thì đấy là cái nguyên tắc thông thường thôi. Nhưng mà bán giá rẻ cộng với số lượng nhiều thì thậm chí là lãi cao hơn rất nhiều, lợi nhuận dòng, lợi nhuận thu nhập về cao hơn rất nhiều so với cái việc là các bạn bán giá cao nhưng lại sản lượng rất là ít, đúng không? Thì các bạn hãy tùy lựa chọn chiến lược giá và chiến lược sản phẩm theo cái phân tích của tôi. Vậy thì bạn theo đuổi chiến lược nào, đúng không ạ? Giá thấp lại thấp hay là giá cao hay giá vừa lại vừa, tùy bạn. Tuy nhiên này, nếu như mà bạn bán hàng trên mạng như hiện nay nhé, thì tôi khuyên là các sản phẩm nên ở mức độ khoảng 200.000 đến 1 triệu đổ lại. Quá 1 triệu bán ở trên mạng vẫn bán được, nhưng bắt đầu cái tỷ lệ người mua nó thấp xuống và cái tỷ lệ chốt được đơn hàng nó đã bắt đầu là không cao. Bạn thử tưởng tượng xem, mua một cái áo, một cái váy, một cái sơ mi, một cái chân váy 300.000-500.000, người ta mua, người ta rất là dễ dàng ra quyết định. Đấy. Tất nhiên mùa đông các bạn mua măng tô thương hiệu hay mua đồ da nó 2-3 triệu là đương nhiên, hay một đôi giày 4-5 triệu là đương nhiên, đúng không? Thế thì ở đây thì tôi muốn nói là nếu như các bạn bán trực tuyến thì hãy chọn cái phân khúc khoảng 300.000 đến 1 triệu đổ lại. Chiến lược giá thì phải phù hợp với khách hàng mục tiêu. Ví dụ như là khách hàng của mình là hướng tới khách hàng trẻ thì giá nên có xu hướng rẻ. Khách hàng của mình hướng tới khách hàng tầm trung mà những người có thu nhập cao thì nên bán giá tầm trung và cao lên. Chứ cái nhóm này thì rẻ người ta lại không mua. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cùng mỗi một cái phân khúc thì luôn luôn có là rẻ này, tầm trung và tầm cao. Nó luôn có. Khách hàng trẻ mà mua hàng hiệu cũng có. Đấy. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu bạn 20 tuổi sẵn lòng mua hàng hiệu, số đó ít. Bởi vì hiện nay các bạn 20 tuổi là sinh viên, người mới đi làm, thu nhập là bị động, đúng không? Thu nhập thấp thì rõ ràng là người ta sẽ không mua các cái sản phẩm giá đắt nhiều. Đó, ý tôi là thế. Được chưa? Tất nhiên là phải phù hợp và tương xứng với chất lượng của sản phẩm. Về mặt cảm giác và mặt thực tế, chất liệu đây là ví dụ như bạn sờ vào cái áo, bạn phải cảm thấy nó rất là ok, mát, thấm mồ hôi, đúng không ạ? Thiết kế đẹp, đúng không? Thì tôi là một người làm thời trang thì các bạn sẽ xem video của tôi, các bạn sẽ đánh giá được cái thời trang của tôi như thế nào. Đấy. Tôi cũng không tiết lộ đây là thương hiệu gì, nhưng mà các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy, đúng không? Các mẫu thiết kế và chất liệu rất là đẹp. Ok. Thế thì bạn lựa chọn chiến lược giá chính là lựa chọn về mặt phân khúc khách hàng cho chính cái bản thân, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng, quá trình làm thương mại của mình. Tôi xin phép lấy một cái ví dụ, một cái thời trang, một cái thương hiệu thời trang mà trước đây tôi cũng có một cái dịp làm việc cùng với các anh chị ý, và tôi rất là thích cái thương hiệu này. Đấy, tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ cái thương hiệu này. Đó là thời trang May Boutique ở Hà Nội. Đây là cái thời trang mà người ta bán đồ thời trang nữ dành cho tuổi teen, và phân khúc nó khoảng từ 16 cho đến 26 tuổi nữ, và tất nhiên có thể kéo dài ra khoảng 30 tuổi. Với một cái nhóm tập khách hàng người ta hướng tới như vậy thì cái chiến lược về giá cho sản phẩm thường là các sản phẩm có giá từ rẻ cho đến tầm trung trung một chút, nếu không muốn nói là bình dân, đúng không? Dùng cái từ là bình dân, giá hợp lý, hạt rẻ. Nó dao động khoảng từ 150.000 đến khoảng 350.000 một sản phẩm. Đặc biệt là vào mùa hè thì những cái sản phẩm có cái giá khoảng 200-300.000 rất là phổ biến. Như là một cái áo, một cái váy, một cái quần short, một cái áo phông. Thậm chí tôi nhớ là ngày xưa các chị khai trương hay là các chị khuyến mại, một cái áo phông có chi chỉ 70-80.000 thôi, rất là rẻ. Đấy. Tôi lấy cái ví dụ như vậy để giải thích là gì, chiến lược giá là phù hợp với tập khách hàng. Và ở trên mạng thì các bạn cũng nên lựa chọn như vậy. Hoặc là cái thời trang Gato, các bạn vào tìm cái page Gato thì đây là một cái bạn học viên của tôi, bạn ấy bán thời trang chính hãng Zara, HM, Bershka, chuyên hàng sách tay chính hãng từ Tây Ban Nha về, và những cái hàng order, hàng đi Nhật ở Thái, ở Malaysia, bạn rất là chịu khó đi Nhật. Giá nó dao động, nó cao hơn một chút, giá nó dao động khoảng độ 600-700 ngàn đến khoảng 1,5 triệu một món, bình quân nó sẽ loanh quanh ở mức khoảng 800-1,2 triệu rất là nhiều, và bán rất là tốt.
từ lúc mà bạn ấy khai trương cho đến bây giờ là tôi cũng thường xuyên trò chuyện hỏi han rồi chia sẻ học hỏi bạn ấy và giúp đỡ bạn ấy thêm. Thì ý tôi là như thế, đấy là cái việc mà chúng ta lựa chọn sản phẩm. Cái việc bán thương hiệu Zara HM thì nó có uy tín rồi, rất là dễ bán. Thì cái phương pháp của bạn là nhập hàng về xong cộng giá vào một chút, sau đó là chạy quảng cáo và mở shop bán. Thì một phương pháp như thế bán rất là tốt và thu nhập không hề tồi. Ngoài ra thì bạn lại có thể phát triển thêm bán buôn, cộng tác viên này khác nữa. Ok, thì đấy là tôi nói về một cái chiến lược giá. Thế thì cái chiến lược giá này bạn phải định giá như thế nào? Đấy là bạn phải định giá dựa trên chi phí sản xuất hay là chi phí giá nhập của mình. Đấy, thì chúng ta sẽ tính là các chi phí giá vốn hàng bán này, đấy, hay là chi phí sản xuất này, chi phí khấu hao này, rồi thì chi phí thương mại này, chi phí tồn kho này, chi phí quản lý này, chi phí bán hàng này, lợi nhuận kỳ vọng này, hay là lãi suất này, hay là các vân vân, rất nhiều các khoản chi phí mình cộng vào thì mình sẽ ra được cái giá bán lẻ cho khách hàng. Và tất nhiên mình rất nhiều các khoản chi như vậy thôi, nhưng mà có thể mỗi một khoản bé xíu như vậy, cho nên bán lẻ mình sẽ có công thức nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5, thậm chí nhân N tùy vào cái mức độ uy tín của thương hiệu đến đâu, đúng không? Thí dụ như cái thời trang cao cấp luxury hoặc là super luxury siêu xa xỉ thì nó có thể nhân 100. Đấy. Các bạn biết là một cái ví da nó làm từ da thôi, không có gì ghê gớm cả, bán 30.000 đô, 50.000 đô. Đấy. Mà trong khi đó một cái ví da như vậy bán khoảng 300 đô, 500 đô là đã là tuyệt vời lắm rồi, đúng không? Thì đấy, ý tôi muốn nói là gì, nó có thể lên tới 100 lần so với cái thực tế. Nó phụ thuộc vào định vị thương hiệu, phụ thuộc vào phân khúc khách hàng, phụ thuộc vào vốn liếng của bạn, phụ thuộc vào chiến lược của bạn rất nhiều. Ok, vậy thì bạn quyết định cái chiến lược nào về giá thì bạn hãy cân nhắc. Và nếu như bạn lăn tăn, bạn hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp, để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Ok, thì cái phần video bài học về chiến lược giá thì tôi xin phép được trao đổi như vậy. Tất nhiên cái chiến lược giá này cũng còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, như là xâm nhập như thế nào, khuyến mại như thế nào, thoái trào như thế nào, đỉnh cao như thế nào, rồi thì mức độ cạnh tranh của nó, các yếu tố thị trường, tính chất thời vụ, bạn đang kiếm lời hay bạn đang cắt lỗ, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn ra cái mẫu áo dạ rất là dày, bạn kỳ vọng bán tốt nhưng mà thời tiết nó không lạnh, bạn buộc phải giảm giá để bạn xả hàng, kiểu như thế. Thì chiến lược giá mình cũng nên theo đuổi các chiến lược rất là linh động. Ok, rồi, cuối cùng thì xin chúc các bạn thành công đối với việc chiến lược của mình trong lĩnh vực bán lẻ thời trang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.